Dạ, nói chung là bị mất mất ngủ thường xuyên, đau quanh cái hai bên này, rồi nó đau khó quá cuộc sống, Trời ơi. đường ruột thì hay bị chảy giãn tĩnh mạch, Được rồi. với lại Đầu gối. đường đầu gối. Nói chung là cái nào có khớp là dính hết. Dạ. Rồi hôm nay có chồng đá không? Dạ có. Chồng đá mà không ngủ được. Cũng ngủ được nhưng mà đôi lúc ngủ được đôi lúc không. Không, tại vì cái chồng đá đó Dạ. là anh chồng cái gan và luôn cái cổ luôn. À, Đó, cái đó thì chưa phải chồng. không, thế bây giờ luôn một lúc Dạ. à, là như vậy thì nó mới ngủ được Dạ. à, vậy đó Dạ. à, còn cái lưng cái cột sống cổ rồi là mấy ngày nay mình học hết rồi Dạ. chưa có tập cái đó, bây giờ tôi giải quyết cho cái cột sống cổ cái lưng cái cho nó êm Dạ. ha. Ok Dạ. rồi, bây giờ cái khó nhất của anh là gì? Dạ. Không, nói chung là nào giờ cũng đi tập nó cũng nhất lắm mà chưa bây giờ đi tập và tự tập rồi tự uống kiếm thuốc nào uống thì nó cũng đỡ nhưng mà nó không hết hẳn, Rồi nó sáng ra nó cũng làm như nó tưng tưng con người đó. rồi nó tưng tưng rồi đứng dậy rồi không sao tưng tưng thực ra cái bệnh này cũng nhẹ thôi này làm là được rồi được tập được rồi đi đứng cũng ngon là đàng hoàng cũng không có đến đâu gì rồi tại này thôi đó, đi ở đâu rồi rồi đó ở Tây Ninh hay Đồng Nai Tây Ninh rồi Tây Ninh nó là rồi rét rung rắn thấy không rồi nằm lên rồi nhấc mông không có nằm 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 đi nhấc mông lên nó rõ vậy mềm mềm cái gỗ mềm mềm rồi nhấc cái mông lên rồi mông nghiêng lên đó con coi chuyện này đó vậy nha rồi à, gì đâu ngày mai nhậu rã nha đi tìm thầy đi tìm thầy đau tìm mấy thầy chưa thầy ơi gì hả đau đau phải không đau thằng thẳng lên thằng thẳng, thẳng người ra thẳng người thẳng tiêm thẳng người ra đó vậy đó rồi tìm nhau bây giờ mới gặp đúng không rồi chị Vinh dùm ngay đây tìm luôn thầy đó rồi nha đó cái đã gì đâu á rồi đi dinh dùm đó rồi cái bên khớp xương cho xuống từ từ cái rồi đứng dậy đi bây giờ coi tình hình nó sự thể là sao rồi ơi à, cố gắng nha ngày mai đi chơi đi chơi miền Tây nha không được nhậu nhiều nha dạ lớn tuổi rồi bây giờ phải giữ sức khỏe dạ. Ok cảm ơn dạ rồi mời tiếp hốt đi anh em chùm gan nào anh em khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội
0937853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123-218-6688 hoặc 0983-581-652.